Diện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Văn Đông 53 tuổi, trú tại buôn bản Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội về tội giết người. Đông chính là bị can trong vụ thảm sát gây chấn động dư luận tại Hà Nội vào hồi tháng 8 năm 2019. Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Đông và ông Nguyễn Văn Hải 50 tuổi là đồng đội ruột. Hai người được ba mẹ chia cho hai mảnh đất ở gần nhau. Năm 2016, ông Hải mua thêm phần đất của ông Nguyễn Văn Mến anh ruột của Đông và ông Hải. Mảnh đất này chạy dọc từ nhà ông Hải đến nhà Đông. Trong cuộc sống hàng ngày, Đông và ông Hải tầm thường có nhiều mâu thuẫn liên quan đến tranh chấp quyền lợi đất nông nghiệp và không, 5m chiều ngang đất do ông Hải mua của ông Mến về phía sát nhà Đông. khoảng 20 giờ không ngày 29 tháng 8, anh Nguyễn Văn Hiệp 1993, đại trưởng phu ông Hải, đến nhà đông báo cáo mấy hôm nữa gia đình này sẽ xây nhà trên thửa đất mua của ông Mến. Anh Hiệp cũng hỏi đông có thắc mắc gì về ranh giới giữa hai nhà nữa không? Lúc này, Đông cho rằng phải do bố, mẹ anh Hiệp thanh lịch rỉ tai chứ không phải đứa cháu nên đuổi anh Hiệp đi về. Sau đó, Đông được tức và cho rằng mâu thuẫn giữa hai gia đình là do lỗi của anh Hiệp và bà Doãn Thị Diệp 1970, tê thiếp ông Hải, vì hai người đã xối bẫy ông Hải, khiến hai đồng đội đối tượng mâu thuẫn. Từ suy nghĩ, Đông nảy sinh dự định sẽ giết chết bà Diệp và anh Hiệp để trả thù nghĩ là làm, đến khoảng 7 giờ 30 phút ngày 1 tháng 9 năm 2019, Đông mang theo một con dao dài khoảng 40cm, bạn dạng dao bát ngát 6cm đầu nhọn chui gỗ đi thanh lịch nhà ông Hải. Khi đi đến cổng nhỏ nhà ông Hải, Đông bắt gặp bà Diệp và dùng dao đâm, chém nhiều nhát vào người em dâu, khiến nạn nhân trượt vụt. Sau đó, Đông bắt dao vào đuổi theo anh Hiệp nhưng không đuổi kịp. Cùng thời điểm, đối tượng thấy em trai chạy phía sau nên quay lại dùng dao chém nhiều nhát vào người ông Hải, khiến nạn nhân vụt xuống. Thấy bà Diệp đang nằm gần chỗ ông Hải, Đông đi đến chém nhiều nhát lên người bà Diệp. Tiếp tục nổi máu côn đồ, Đông đi vào sân nhà ông Hải và bắt gặp chị Nguyễn Thị Bắc con gái ông Hải, nên dùng dao chém một nhát vào đầu chị Bắc. Chị Bắc bị yêu quý bỏ chạy thanh lịch khu giường trống gần đó, thì Đông đuổi theo chém làm cháu gái trượt vụt tại giường sau đó, đông chén Đỗ Thị Hồng Dung con dâu ông Hải, đang bế con nhỏ tuổi là cháu Nguyễn Đỗ Quyền Mờ, sinh ngày 22 tháng 6 năm 2018. Sau khi đâm, chém tất cả các thành viên trong nhà ông Hải, Đông đi về nhà tử tự nhưng không tết nên bắt dao quay ra ngoài ngõ thì thấy ông Hải, chị bắt, bà Diệp đang nằm chờ xe cấp cứu. Đông kế tiếp đâm, chém nhiều nhát vào người ông Hải, bà Diệp và chị bắt hậu quả vụ án này khiến ông hải và chị bắt tử vong tại chỗ còn cháu mờ và bà Diệt tử vong khi